Tại thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan chức năng cũng vừa bắt giữ hai người đàn ông cùng 4 bánh heroin và súng đạn để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí. Mới đây, trinh sát công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện Dương Văn Quý, 43 tuổi, điều khiển xe máy đi trên đường Phổ Quang có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra. Qua kiểm tra, công an phát hiện hai bánh heroin trong một túi ni lông. Qua làm việc, Quý khai nhận hai bánh heroin là của bạn đồng hương tên Phạm Xuân Tuân, 42 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương. Số ma túy được Quý mang đi bán để kiếm lời. Sau đó, công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cùng công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương bắt giữ Tuân tại nhà riêng. Qua khám xét, công an thu giữ một khẩu súng ngắn, 50 viên đạn và hai khối hình chữ nhật bọc giấy màu vàng chứa bột màu trắng được niêm phong trong một hộp giấy dán kín. Qua giám định, hai khối hình chữ nhật này là ma túy thể rắn loại heroin có trọng lượng trên 710 gram.